thấy là cái vấn đề ùn tắc giao thông tại Hà Nội được cải thiện đáng kể. Tức là cái số lượng điểm ùn tắc và cái cường độ ùn tắc là giảm có khoảng 40%. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua chúng ta có thể thấy là cái diễn biến về ùn tắc rất phức tạp và đang có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt là trong cái bối cảnh mà người dân đang chuyển dần từ cái phương tiện vận tải là xe máy sang ô tô, và trong những cái điều kiện thời tiết bất lợi chẳng hạn như là có mưa to hoặc là có ngập úng hoặc là sự cố. Thì hiện nay trên thế giới theo thông lệ thì là có ba cái bước chính mà thông thường hay được áp dụng. Cái bước thứ nhất là hợp lý hóa cái nhu cầu điện. Thứ hai là tối ưu hóa các cái cơ sở tầng hiện hữu, trong đó có việc ứng dụng các cái công nghệ về khoa học công nghệ, về ITS, về giao thông thông minh, để chúng ta có thể đạt được kết quả tốt nhất ở trên cái nền tảng hệ thống hạ tầng hiện hữu. Và thứ ba, lúc đó mới tính đến chuyện là đầu tư hạ tầng. Khi mà chúng ta thực hiện hai giải pháp đầu rồi mà phát huy hết tác dụng rồi mà vẫn ùn tắc thì lúc đó mới tính đến việc đầu tư hạ tầng. Bởi vì khi mà động đến hạ tầng là chúng ta sẽ phải đảm bảo cái lượng vốn đầu tư rất lớn, kể cả về mặt quỹ đất lẫn những cái phần tiền. Khi mà đầu tư con đường, cái tuyến đường sắt đô thị thì là có thể lên đến hàng tỷ đô la, những cái tuyến xe buýt cũng có thể lên đến hàng chục triệu đô la. Thế nhưng mà những cái giải pháp mà về giao thông thông minh thì không tốn nhiều tiền, thế nhưng mà hiệu quả lại rất lớn. Bởi vậy tôi cho rằng là cái hướng đi của Hà Nội ứng dụng các cái công nghệ giao thông thông minh để mà giảm ùn tắc giao thông là cái hướng đi rất đúng, là cái giải pháp mà có chi phí thấp nhất, hiệu quả cao nhất và thực ra là khả thi nhất trong điều kiện hiện nay. Ngoài việc hướng tới phục vụ người dân là cái đối tượng chính của cái dự án này thì các cái thông tin giao thông trực tuyến cũng nên được thu thập, phân tích và chia sẻ một cách hợp lý, hiệu quả và rộng rãi đến tất cả các cơ quan có liên quan, trong đó có các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp vận tải, để làm sao chúng ta hướng đến một cái mục tiêu như là tạo một cái ưu tiên mạnh mẽ hơn cho vận tải công cộng. Bởi vì hiện nay nếu như chúng ta chỉ cung cấp thông tin không cho người dân thì thế là tốt rồi, tôi có khẳng định thế là rất tốt, thế nhưng chưa đủ. Vận tải công cộng cần được ưu tiên hơn, và trong quá trình ưu tiên chúng ta rất cần các thông tin trực tuyến. Cái xu hướng ứng dụng là cái xu hướng rất là tất yếu, khách quan rồi. Thế còn cái việc ứng dụng thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố, phụ thuộc vào cả cái điều kiện về hạ tầng, phụ thuộc vào cái điều kiện về nguồn lực, và thậm chí là phụ thuộc vào cái điều kiện về cái quan điểm nhận thức đối với cái tầm quan trọng của hệ thống giao thông thông minh. Trong cái điều kiện bối cảnh khống chế về nguồn lực thì việc để mà triển khai những giải pháp đó không đơn giản. Thế thì vừa rồi khi mà thành phố khơi thông được cái cơ chế phối hợp công tư giữa cơ quan chức năng và các cái khối doanh nghiệp tư nhân thì lập tức là chúng ta tìm thêm được các cái nguồn đầu tư từ lĩnh vực tư nhân, thì lúc đó chúng ta mới triển khai được. Tôi cho rằng đấy là một cái lý do tại sao chúng ta bây giờ mới triển khai.